Rồi, các bạn cho mọi người cùng xem nha. Cây trăm lẻ đang bị lầy rồi các bạn ơi. Mới thả giạc vòng đầu. Bị cấm đầu. Tài xế Thái lái nha các bạn, Thái miền Tây á. Bị lúng lầy cái mặt bơ bơ quay mặt chỗ khác nha các bạn. Nó hút thuốc luôn. Rồi bây giờ chờ máy kéo lại nha các bạn ơi. Chờ máy kéo lại hỗ trợ để kéo lên nha. Đang cắt lúa ở vuông tôm nha các bạn. Mấy kéo không biết đâu rồi, không biết nữa. Rồi mấy kéo đang chạy lại các bạn ơi. Hiện tại đây cũng mấy cây luôn nha. Wow, tính cắm đầu cũng quá. Cắm chằng cọc đèn luôn các bạn ơi, cái này nó khó. Chà, ở vũ ruộng có người đẹp. Trắng dữ vậy ta. Ồ, chúng mới kéo. Ồ, nó kéo lại để kéo à. Ủa, nó chạy đường này vậy ta. Ồ, lại nó xuống. Rồi nó xuống để chạy qua kéo nghe các bạn. Rồi đang xuống dốc các bạn ơi. Trời mới chuyển mưa các bạn. Giống lúa này giống lúa FT24 các bạn ơi. Quá dòng lúa ở đây thấy chín quá dữ, chín luôn dòng lúa các bạn xem. Chín lắm chín. Chạy đánh một cái vòng của máy cắt cắt trước nè các bạn rồi bắt đầu mới qua tới đây. Hỗ trợ để kéo lên nha. Tới rồi bắt đầu cái máy kéo này dần chân 70 nha các bạn, chạy đầu máy cua ta để chơi 70 luôn.
quay đủ nhớ quay thùng kem đó nghe, à, thùng bia đó nghe. Quay đó kìa, im chết không quay đủ, mẹ quay đâu. Quay thùng bia thôi, giỏ thùng bia thôi nè bạn ơi. Rồi đang buộc dây. Rồi kéo đi. Rồi bây giờ kéo lên nha bạn. Dứt. Lên. Chà, chỗ nó bê cột đèn. Ồ, không sao. Nghe nó phập lỗ nhẹ các bạn, cũng đến đổi nè. Rồi lên nè. Rồi tiếp tục chạy các bạn. Lên cho đó thì hiểu khô gan các bạn. Có cái nó cực như trong cái đầu nó hơi mềm thôi chứ còn như là khô gan này. Rồi bút nha bạn ơi. Đó. Cái này chạy thì bao phê các bạn. Năm lẻ mà. Chạy cả tặng cho mẹ trời chuyển mưa các bạn, mới mưa xong mới hơi mềm cái màu trời nó hơi lan lan. À giống FT chạy mà muốn thử vậy. Cái gì vậy? Nó ngày vuông ở đây thì bề ngang nó cũng hơi nhỏ nha các bạn, khác chứ ở thứ ba ha, thứ ba vuông bự bự không.